các bạn trở lại với kênh YouTube Man TV. Sau một kỳ nghỉ dài và hôm nay chúng ta trở lại với review về ẩm thực. Và tôi đang đứng tại đây, tại tòa nhà Park 6 của Vinhome Central Park. Như các bạn biết thì Vinhome Central Park có tòa nhà Landmark 81 rất là nổi tiếng, với hệ thống rất là nhiều nhà hàng ở dưới chân của tòa tháp. Và ngoài hôm nay thì tôi đang đứng tại một cái shop house ở dưới tòa nhà Park 6. Hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một cái nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc tên là Han Ok. Và tôi có hẹn với một người bạn ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy vào để trải nghiệm ẩm thực ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Hello. Hello em, chờ lâu chưa? Chờ anh được vài phút rồi anh. Hôm nay anh em mình cũng hơi bị nổi bật đấy. Các bạn biết Hiếu Nguyễn đúng không? Hiếu Nguyễn là một diễn viên khá là nổi tiếng, nhất là những cái phim về hành động. Hôm nay thì anh em chúng tôi hẹn tại một cái nhà hàng ở trong nội khu của Vinhome Central Park ở tòa nhà Park 6. Và được biết là Hiếu là khách hàng thân thiết ở đây đúng không? Đúng rồi, chính xác anh. Tại vì em nên là rất là mê một vài món ở đây mà chưa thể nào bật mí ngay được. Rau ăn nhiều thì cũng không có sợ lên ký đâu. Cái salad này nó khá là đầy đủ, từ trứng cá nè, rồi hình như cái này là thanh cua, rồi rong biển, ngoài ra còn có trứng luộc và rau quả nữa. Thấy là có táo, rồi có dưa leo, có salad, có rất là nhiều. Trứng cá này là cá chuồn đó. Trứng cá chuồn đấy, nghĩa là ăn xong là chuồn. Em bây giờ em không có nhường ai hết, em ăn hết luôn cho em chuồn. Ok. Rồi, em coi giành lại anh thôi không nhá. Ok, mời anh. Nó làm giống hình cua thôi. Quý vị khán giả ấy, có ai biết là thanh cua làm từ cái gì không? Hiếu là chỉ có ăn thôi, Hiếu không có biết là cái thanh cua này làm từ cái gì, thắc mắc bao nhiêu lần rồi này. Mà cái ngay... đi ăn đồ Nhật nó cũng cuốn như này. Ngay cả Mẫn cũng vậy, thắc mắc là không biết thanh cua nó có phải làm bằng thịt cua không. Mà tại vì mình ăn thì không có nghe cái vị cua, nhưng mà nó dai dai với lại cái màu thì nó giống như cái cua thật. Thì mọi người nhớ là comment xem là thanh cua này nó làm bằng cái gì để cho Hiếu với Mẫn biết nha mọi người. Ai mà trả lời comment đầu tiên ấy là tặng cho ba dĩa này luôn. Và Hiếu trả tiền luôn. Tại nhà hàng Hàn Ốc nhé, đây là Park 6 đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Park 6 đối diện với cả Landmark 1 và cạnh Park 5. Là nếu mà ai mà trả lời đúng cái này, Hiếu sẽ mời ăn ba tô này và Hiếu sẽ trả tiền. Người comment đầu tiên ha. Ok, xin mời. Mọi người nhớ là khi mà comment đúng á, thì nhớ đến nhà hàng Han Ok mà đối diện tòa Landmark 1 và kế bên Park 5. Thì tới cái nhà hàng này và nói là đi lãnh quà của anh Hiếu Nguyễn. Lúc đấy mà Hiếu có chuồn rồi thì đừng có buồn nha mọi người. Trứng cá chuồn mà, ăn xong là chuồn. Em chụp lại tấm hình. Đây, anh chụp cho. Cho em cái. Đấy. Bởi vì cái món này làm cho cơ bắp mình săn chắc và cực kỳ ngon. Nếu mà hôm nay anh mất anh ấy mời Hiếu đi ăn, nhưng mà Hiếu nguyện là sẽ ăn chỉ 2-3 phần thôi, chứ không ăn quá nhiều đâu. Anh Mẫn cầm cái bóp rất là bự mà đúng không mọi người? Ok, anh Mẫn chuẩn bị. Yên tâm, cái bóp hôm nay bự lắm. Ok, thoải mái rồi. Anh thấy không? Em rất là thích cái thịt này bởi vì sao? Cái mỡ của nó nằm ở trong cái phần nạc. Nó khi mà nó nướng lên ấy, nó sẽ mềm hơn tất cả các loại bò khác. Khi mà cái bò mà cái gân mỡ ở bên trong ấy nó tấm như những cái đốm tằm ấy, nó càng tấm ấy nó càng mắc tiền và nó càng ngon. Đó là lý do tại sao ấy là mình ăn cái món, nghĩa là em thích cái món này. Tức là sau thời gian mà cái răng của mình á, bây giờ mình nhai mấy cái bò dai á, nhai không nổi nữa. Thế nên là mình phải chọn món này là đúng rồi. Nhưng mà trong cái menu mà em vừa nhìn thấy ấy, hình như là nó có đến 3 sự lựa chọn khác nhau. Thứ nhất là về cái kích cỡ của miếng bò nó có thể nhỏ hơn một chút xíu, nghĩa là cái trọng lượng cũng giá làm giảm. Và kèm theo đó nó có một cái loại cũng thượng hạng, nhưng mà giá nó tốt hơn nữa để cho những khách
khách mà muốn tiết kiệm chi phí, mình cũng tiết kiệm, nhưng mà mình chỉ dám ăn 2-3 miếng này, hôm nay mất trả tiền mà. À quên, em uống gì để anh kêu? Chắc là em làm ly bia cho anh. Bia hả? Bia ở đây có cái loại bia tươi á, em thử không? Anh gọi đi. Cho anh 2 ly bia tươi. Cái nước chấm này là bên này là gì á? Dạ là dầu mè và muối. À dầu mè và muối là bên này. Đúng là bò wagyu rất là mềm bò. Cái bò này có thể nó có cái vị khi mình giòn miệng dám nữa. Khi mình cắn nó hơi có một cái nước bên trong đó. Nó chảy ra. Ừ. Mọi người ghé Hàn Ốc thì nên order cái món này, gọi là cái must try á, là nên order trong cái chắc là mình mọi người nghĩ là cái món này sẽ là best seller của nhà hàng, vì nó cái bò rất là ngon, bò wagyu ăn rất là mềm ngọt và được phục vụ trên cái bếp lò nướng như, nóng như thế này, không có nhiều gia vị nhưng mà mình ăn mình thấy được cái độ ngọt của miếng thịt bò mát vô cùng. Ngồi cạnh một cái lò nướng, mồ hôi nó vã ra thì đừng hỏi, nhưng mà nhớ là đừng có quên order bia nhé, làm cho mình rượu hẳn đi. Có phải là họ không có xào không? Nguyên một cái củ sâm luôn, sâm Hàn Quốc. Đúng không? Thì vì thông thường thì anh thấy là có một số nhà hàng thì người ta dùng sâm mà vụn đó, ta cắt ra. Còn cái này là nguyên một cái củ sâm nguyên luôn. Tại vì thường ấy, một số nhà hàng mình không có biết là như nào nhưng mà họ để vụn sâm là nhiều. Nhưng mà riêng nhà hàng này em rất là ấn tượng với cái món này. Lần nào đến đây gần như em cũng ăn cái món này. Tại vì nó tốt cho nam giới. Riêng cái món gà hầm sâm nhá, mà mình ăn vào buổi đêm ấy, nó cực kỳ tốt về mọi thứ luôn. Về sinh lý, về sức khỏe, về cơ bắp, tất cả mọi thứ. Và cái món này như anh em mình vừa coi giá là chỉ có 250 ngàn. Với phần này anh em mình, nếu mà ví dụ như anh em đi với một người bạn gái hoặc là một người chơi nữa cùng chơi cùng, mỗi người nửa con gà, anh nghĩ có no? No chứ. No. Con gà này cũng khá là trọng ấy. Thì đây, thêm kim chi đồ này nọ nữa thì anh nghĩ quá là hợp lý luôn. Em rất ấn tượng, nếu mà nói nhá, về quán này em ấn tượng nhất là về món này. Vậy hả? Gà hầm sâm. Bởi vì em nói về cái mức độ hợp lý này, về cái dưỡng chất nó mang lại, đúng không? Anh nhìn xem, trong đây còn có gà cháo này. À, ở đây xanh. Trong này anh nghĩ là người ta nhồi vào cái giống như là nếp với đậu xanh, đúng không? Anh thấy em mở ra một cái là mùi thơm nó sọc lên luôn, nó bay lên. Không thể nào mà chờ đợi được, đúng không anh? Để em gắp cho anh một miếng đùi béo ngậy. Hấp dẫn quá. Ok. Cảm ơn em rất là nhiều. Trong đây nó có cả tim sen. Giá như vậy ban đầu anh cũng nghĩ là cái thố gà nó nhỏ thôi, ai ngờ cái thố cũng khá là to. Cái nước cháo rất là ngọt và rất là nhiều. Mình ăn trưa 2 tiếng rồi đấy.
bên này rộng này, bên này. Cho bò vào đi thôi anh ơi. Nay ăn hơi bị dư chất rồi đấy. Rất nhiều luôn. Tối nay em phải gym. Hello. How are you? Mình nhúng lẩu và mình chấm cái này là sốt, sốt gì đây? Sốt mayonnaise với cả vừng. À, hàng chi anh nghe cái mùi gọi là mè đấy, vừng à. Mè. Hàng khác biệt hoàn toàn. Cái vị béo của mayonnaise nó quyện với cả cái vị bò, thơm của vị bò. Đúng không anh? Tuyệt vời. Cái nước này thịt bò nó ra nên với lại các loại nấm rau củ nên nó rất là ngọt. Anh ấn tượng là cái nước dùng ở nhà hàng này rất là ngon, từ cái gà hầm á, giống như là mình ăn cháo gà mà ở nhà mẹ hay nấu á, có đậu xanh với nếp với gà ra cái nước rất là ngon. Và ăn cái nước của cái lẩu này cũng rất là ngọt. Cái nước này nó không hề nhiều mỡ mà nó vẫn có cái độ béo và ngọt. No nê chưa? No và ngon. Và ngon. Hài lòng. Anh em chúng tôi cũng đã dùng xong cái bữa trưa tại nhà hàng Han Ok Bắc 6 Vinhome Central Park. Thì trên cá nhân của mình ở đây, mình hôm nay thưởng thức được bốn món rất là ngon. Và đặc biệt là tâm đắc nhất, thứ nhất là nếu mà mọi người đi cùng gia đình đến đây để thưởng thức món ăn thì mình, thứ nhất là mình nghĩ là nên chọn cái món món lẩu nấm, vì cái lẩu nước nấu rất là ngon. Và cái như mọi người thấy cái nồi rất là to, bốn người ăn có thể đủ cho bốn người ăn. Và ngoài ra cái dĩa thịt bò cũng rất là lớn, và bò Mỹ thì rất là ngọt. Đặc biệt là mình thích cái nước dùng ở đây nấu rất là vừa ăn và rất là ngọt của cái rau củ nó ra, cho nên ăn rất là vừa miệng. Và ngoài ra thì mọi người nên thử cái món bò Wagyu, bò của Nhật. Cái món này thì cái bò thì đến những cái nhà hàng cao cấp thì thông thường người ta mới phục vụ cái món này và cái giá tiền rất là cao, nhưng mà ở đây thì có thể order. Như mình hôm nay thì order cái món là 600 ngàn, nhưng mà nếu mọi người có thể order cái phần nhỏ hơn dành cho một người để thưởng thức thử cái món này, cái phần nhỏ khoảng 300 ngàn gì đấy. Và cảm ơn Hiếu đã hôm nay đã tham gia cái vlog của anh, và hy vọng rằng cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip, và mong gặp lại mọi người ở những cái clip review tiếp theo về những cái ẩm thực khác đa dạng của Việt Nam và nước ngoài. Và cảm ơn mọi người lần nữa và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Phải thư, phải thư, phải thư.